Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Chili. Thì ngày hôm nay trong cái clip này mình sẽ chia sẻ là mình sẽ unboxing và review hai cái máy này cho mọi người nghe. Thì ngay khi đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết đây là máy gì rồi. Thì đầu tiên đó là máy ép của hãng Kuvin. Thì máy này là mình cũng vừa mới đi mua về luôn. Thì cả hai cái máy này là mình đã mua trong siêu thị Costco, là một siêu thị rất là nổi tiếng ở bên nước ngoài. Thì cho nên là giá ở trong máy nó sẽ rẻ hơn bên ngoài khá là nhiều. Thì mình thấy bên ngoài bán máy này là cũng 700 đô, nhưng mà mình mua trong siêu thị Costco là 500 đô cho cái máy này. Và cái thứ hai đó chính là máy nồi chiên không dầu. Đó chính là cái Philips Air Fryer size XXL luôn, size to nhất trong tất cả các dòng của Philips. Thì cái Philips này là mình đã khá quen thuộc với nó rồi, mình đã dùng được một năm hơn, chính xác là tầm một năm hai tháng gì đấy. Cái nồi chiên không dầu cũ của mình là y chang vậy luôn, không khác gì luôn ấy. Thì mình đã xài được một năm rồi, tự nhiên đến ngày hôm qua mình đang nướng thịt ở trong đấy thì tự nhiên nó tắt luôn, nó không thèm lên nữa. Mình làm tất cả mọi cách nó đều không thèm lên nữa, mình tưởng là hư ổ điện, thế là mình mang đi cắm ổ điện, tất cả những cái ổ điện nhầm nhầm trong nhà nó đều không lên nữa, không biết lý do tại sao hết. Thì tại vì mình cũng mua trong Costco, thế là mình mới xách cái máy đó ra mình đưa cho Costco. Thì xong Costco trả lại hoàn tiền lại toàn bộ cho mình luôn. Mình cũng rất ngạc nhiên ấy, mình đang nghĩ là người ta sẽ sửa cho mình. Người ta kêu ok, người ta mang cái máy xong trả lại toàn bộ tiền cho mình máy này luôn. Cái máy cũ mình mua 370. Hiện tại nè, là cái máy này trong Costco là nó đang rẻ rồi mà nó là đang giảm thêm 50 đô nữa. Thì mình được hoàn tiền lại cái máy cũ, thì mình cầm tiền cái máy cũ và mình mua cái máy mới luôn, là bằng giá luôn, 370 hoàn toàn. Thì trước khi đi vô review thì bây giờ mình sẽ mở unboxing hai em này cho mọi người xem trước nha. Thì đây là hướng dẫn sử dụng nè. Ở đây nó sẽ có một cái rack để mà kèm theo luôn, để mà mình nhét vô cái mình nhấc lên ấy. Ta-da! Đây đó, đây là chiếc air fryer đây. Ở đây có miếng băng keo thì mình sẽ tháo nó ra. Đó, ta-da! Mình nói đây cái basket này này, thì nó sẽ tặng cho mình một cái miếng sắt này. Đây, cái này để mà mình nướng là mình sẽ nướng được hai ngăn ấy. Đây, đây là cái miếng mà mình nói với mọi người là nó sẽ đặt ở dưới đây nè. Đó, xong rồi cái này thì mình sẽ đặt vô thì mình sẽ nướng được hai tầng ấy, một cái tầng dưới và một cái tầng trên. Cái này là kèm theo máy luôn. Cái này là size to nhất luôn, thì mình thấy cái size này có thể để được một con gà, chứ mà nhỏ hơn một tí xíu thì nó lại hơi quá nhỏ. Tuy là mình chỉ chiến có hai người thôi thì mình thấy cái size này là cái size phù hợp nhất. Rồi dưới đáy thì nó sẽ như cái này. Cái này, cái miếng này là để ngăn cắt cái phần mỡ chảy xuống nè. Đó, mình sẽ lấy nó ra. Xong rồi lấy cái tờ giấy này ra và xong rồi chỉ cần đặt thì cái máy cũng như vậy. Thì khi mình nướng mà mở nó sẽ chạy xuống dưới đây. Và cái mình đặt cái này lên. Đó, và nó như vậy nè, và mình chỉ bị đẩy nó thôi. Thì unboxing em này cũng khá là nhẹ nhàng, không có gì rườm rà hết trơn, cũng không có cần gắn này nọ kia. Đằng sau thì nó có chỗ để nhét cái miệng vô luôn này, rất là gọn gàng. Đó thì mình đã gắm được ngơ này, thì bấm nút nó sẽ lên. Thì ở đây nó sẽ có một vài chế độ mình chọn, như cái này chỉ khoai tây, nướng gà, nướng thịt, xương, cá, bánh. Manual là tụi mình chọn, mình có thể chỉnh nhiệt độ cao nhất là 200. Xong rồi bên sẽ là phút. Đó, mình sẽ đó, mình sẽ chỉnh được bao nhiêu phút thì mình, xong rồi cứ nhấn là nó sẽ chạy. Ở đây là sẽ giữ cho đồ ăn nóng này. Còn cái này thì bấm vô đây mình sẽ chỉnh nhiệt độ, và đây sẽ có thời gian. Bấm vô đây sẽ là thời gian. Đó, còn đây là giờ là cái menu. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Như mình nói với các bạn là cái này mình đã rất là quen với nó rồi, mình dùng nó hầu như là hàng ngày luôn. Thì lúc mình mua mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều coi có nên mua hãng rẻ hơn không. Tại bên Úc cũng có một cái siêu thị khá là rẻ, nó tên là Kmart. Thì nó bán cái nồi chiên không dầu tầm đâu có 69 đô à. Cũng nên coi review, có nhiều người review thì kêu là cái 69 đô với lại cái 370 này nó không khác gì nhau, hai cái đồ chạy tốn như nhau, mà cũng có nhiều người khen cái này hơn, kiểu như vậy. Nhưng mà thật sự mình là cái con người mà mình cũng muốn xài đồ tốt một tí xíu. Tại thật sự mình tin vào cái câu là tiền nào của nấy. Mình đã nói với các bạn là mình mua cái này mà mình xài được một, có một năm cái xong nó hư rồi. Nhưng mà những cái hãng lớn như vậy thì nó sẽ có bảo hành. Mình recommend là các bạn nào ở nước ngoài thì hãy nên mua qua Costco và hãy nên mua cái máy Philips này ngang. Đồng thời là có nhiều bạn nói xài mấy cái máy rẻ khác thì đồ ăn nó không có đều.
kiểu như phải lật đi á, nhưng mà thật sự mình xài cái này mình bỏ vô mình nướng mình thấy nó đều hoa mặt luôn, mà mình không cần phải lật. Cái máy xịn á thì kiểu nó sẽ chiết cái mỡ ra nhiều hơn thì nó kiểu sẽ healthy tốt hơn. Và thế là đã xong cái review của em Philips Air Fryer này rồi nha, nếu các bạn có thắc mắc nào thì hãy nhớ comment ở dưới cho mình biết nhé. Và tiếp theo là mình sẽ unbox cái hộp này nha. Thì đây là cái máy juicer, máy ép trái cây hiệu Kuvin. Thì Kuvin là cũng thuộc dạng top máy ép khá nổi tiếng mà xịn ở mặt bằng chung. Thì mình cũng có suy nghĩ giữa Kuvin và Hurom, không biết bạn đã nghe Hurom chưa, nhưng mà mình thấy mọi người review về Kuvin là kiểu cũng tốt hơn Hurom. Với lại là mình cũng thích mua đồ trong Costco hơn nữa, tại vì sẽ cảm giác an toàn hơn. Costco cũng chăm sóc cho khách hàng của Costco hơn á, cho nên là vì Costco chỉ bán Kuvin thôi và mình cũng cảm thấy Kuvin khá là ok, cho nên mua Kuvin. Kuvin dòng C8000. Thì cái máy này cũng làm kem, đường này so bay là cũng giống làm kem nữa, thì nó sẽ tặng kèm cái đầu để mà làm kem cho bay luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra nha. Mấy cái đầu này mọi người, để mà mình gắn lên cái máy á. Đây. Cái thân này đúng nặng luôn á, mình không ngờ là nó nặng như vậy. Đó, thì để mình coi trong hộp này được cái gì. À, trong đây là hướng dẫn sử dụng này. Đó, có cả cuốn những công thức để mà mình làm luôn này. Và trong đây sẽ có những cái đầu, rồi có dụng cụ rửa máy luôn, rửa chà máy. Đây thì chắc là thân máy nè. Mình cũng chưa biết xài cái này nên là mình sẽ xem có như thế nào. Thì chắc là mình phải gắn cái này vô trước nha. Thì trong đây là, thì cái bình này là chúng ta để nước trái cây chạy ra nè. Đó, trong mình sẽ để cái đây. Thì là cái mà mình cần nãy giờ để mà gắn cái máy vô. Ta-da. Đó, cái đồ xoay thì để cho máy nó mới chạy được. Ở cái đường này nó lắc rồi nè. Xong rồi mình sẽ đặt cái này lên. Thế là xong, nhìn hoành tráng không mọi người. Lúc mà mình mới biết đến em này mình thấy trời, máy ép trái cây giờ mình nhìn hoành tráng dễ mang, nhìn nó rất là ghê gớm luôn ấy. Thì khi mình gọi trái cây mình sẽ bỏ lên xong mình sẽ nhấn xuống. Thì mình cũng đã mua trái cây để mà mình để lấy hồng mình thử luôn, thì mình sẽ quay lại mọi người, đó là mình sẽ làm cốc ép. Mình với Chí cũng muốn uống cốc ép khá là lâu rồi, nhưng mà không có máy xoay. Đến bây giờ thì mình mới mua nên là hồi nãy mình đi chợ mình cũng mua cốc luôn rồi, nên lát hồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đến tối thì mình làm cốc, nhưng mà không hiểu sao cái file âm thanh nó lại bị hư mất. Vì máy còn mới nên mình còn hơi rén, nên là phải cắt cốc nhỏ ra như thế này chứ không để nguyên trái. Máy chạy khá là êm luôn, và cái bã nó ra thì cũng khá là khô luôn đó mọi người. Đó các bạn coi, đã hết nước rồi nè. Cái bọt của nó cực kỳ ấm luôn ấy. Mình nhớ là hồi xưa mình đi uống những cái nước ép này nè, mà cái bọt nó sẽ phải hơn cả nửa ly luôn. Nó được bao nhiêu, cái này được 700ml. Hay là cái bã nè, nó không hề còn nước nay, kiểu nó bắt rất là kỹ luôn ấy. Thì bây giờ là mình đã thay xong nước cốc rồi, thì giờ mình sẽ rửa. Rồi ngày mai mình cũng sẽ muốn thử ép thêm một số loại trái cây và rau cải khác nên mình sẽ quay lại cho các bạn sau nha. Xí muội rồi phải nấu lên, phải lọc ra rồi phải nấu nước đường. Đây là cốc ép xí muội, phải là cốc tươi. Ok, thì bây giờ đang là sáng ngày hôm sau. Thì hôm qua là mình đã quay với các bạn xem là mình đã làm cốc ép như thế nào. Đa số các bạn muốn mua máy ép về là mình thấy là các bạn muốn ép trái cây, ép rau củ để uống tự nhiên. Thì cho nên là bây giờ mình sẽ cũng muốn quay cho các bạn xem là mình sẽ ép trái cây, rau củ như thế nào. Thì đây là mình sẽ có cần tây này, táo xanh và dứa. Thì mình sẽ ép cái này chung lại với nhau. Thì cần là mình cũng sẽ cắt ra như thế vậy, cáo mình cũng sẽ gọt như vậy kiểu cho nó vừa mấy hơn á. Thì táo là mình cũng bỏ hạt ra luôn, tại vì người ta kêu là không nên ép hạt táo thì hạt táo nó không có tốt ấy, chứ vỏ thì mình để luôn. Thì cái này á là các bạn có thể mở, ví dụ là các bạn ép một lần nhiều loại đi thì các bạn sẽ đóng lại để cho kiểu nước ép nó mix lại với nhau á, thì khi nó chảy ra các bạn không cần phải mix bằng tay. Xong các bạn mở thì nó sẽ ào ra thôi. Cần tay chứ. Như này cần thế này, xong rồi mình sẽ thành táo. Cái này nó nghiền ghê. Bỏ thân, cái này nó còn muốn đầy rồi nè, nên mình sẽ bỏ thân vô. Các bạn thấy không, thì bây giờ kiểu cái nước nó đã mix lại với nhau rồi này, thì nó sẽ được đến đây luôn. Thì đây cũng có cái bọc này, thì bây giờ mình sẽ mở ở trong. Đó thì đó là cái tác dụng của cái này, kiểu để cho nước cái nước juice nó mix lại luôn á. Thì mình qua về chứ mình nghĩ là bây giờ mình sẽ
ép nó hết luôn. Thì chắc để uống cho ngày hôm nay ngày mai. Dù gì nước ép người ta cũng khuyên là đừng có để quá lâu thì nó sẽ bị oxy hóa, nhưng mà bây giờ mình sẽ ép nó hết luôn. Ok, vậy thì cái blog đến đây đã hết rồi. Thì mình đã review và unbox cho các bạn xem. Thì cái máy này là mình review chi tiết hơn. Còn cái máy này dù gì là mình cũng vừa mới mua về. Thôi thì để mình sẽ xài thêm thử một thời gian để review chi tiết cho các bạn hơn. Khi các bạn mua máy ép là các bạn sẽ để ba vấn đề. Thứ nhất là nó kiểu ép được nhiều nước hay không, kiểu nó có vắt kiệt nước và bã ra nó có khô hay không. Cái này là máy ép chậm cho nên nó sẽ ép khá chậm, mà mình thấy cái bã của nó ra khá là khô và kiểu ép được hết và nó không hề có cặn trong nước luôn. Tại mình cũng đọc được có nhiều loại máy khác kiểu uống bị cặn thì kiểu người ta không thích, thì cái này nó không hề có cặn trong nước luôn. Và cái điều thứ hai là máy có ồn hay không. Thì máy có ồn hay không thì chắc các bạn cũng có thể tự đánh giá được qua cái clip này, tại vì mình có để âm thanh của cái máy các bạn nghe. Thì mình thấy là cũng nó ok đó, không đến nỗi nào. Thì cái máy nó hoạt động như vậy có tiếng mà chồng thấy nó ồn chứ hơi nói chung là cũng ok gì chứ không phải là quá ồn. Và thứ ba là rửa máy vệ sinh có dễ không, thì mình thấy là rửa máy vệ sinh khá là dễ chứ nó không có cầu kỳ. Thì tháo rời từng mấy bộ phận ra thôi và kiểu rửa nó cũng khá là dễ. Cái này là để làm kem này, thì cái này là đồ để rửa nên nó cũng khá là dễ, các bạn chỉ việc để vô. Cái này làm kem thì rửa không được, cái này làm kem nó dính à không à đâu phải đâu, cái này làm kem mà thay cái ở ngoài cơ quên. Còn cái đồ ở trong, giống như là cái đồ ở trong các bạn sẽ để vô, ở xung quanh nó có những cái bánh này đó, thì nó rửa. Các bạn xoay là nó sẽ ra, là nó sẽ rửa cái lưới mà kiểu nó ít nước này ra nè, cái nước bên ngoài đó. Đó thì nói chung là mình thấy cái máy này cũng khá là dễ rửa, không có gì rườm rà hết ấy. Thì thôi, tóm lại là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến khúc này ngang. Nếu mà các bạn có không mình nào thì hãy comment phía dưới và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho mình biết nhé. Bye bye. See you in the next vlog.